Lệ bao xa có ai đi bắt lệ bao xa ai đi chiêm bái tài qua đít đèo đứng ra hồi cùng bảo hà nhẫn nai lên dây hút đi bảo hà bảy cho nên mùi phong quyền đi nó là cảnh tân tiên gói bắc địa còn truyền cổ tích ông bảy hoàng ủ thực tích nhờ trung quân làm tướng trung thần sinh thời hoàng làm tướng trung thần đi tấm lòng yêu nước đi thương dân đi hay còn Bye.
bóng hoàng về hôm nay thỉnh bóng hoàng về đến nhang khi sớm đắp nhang phục thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng đi chấm đồng hoàng về lục trí thân thông. Dòng nhan khai quang tầm cờ diệu quang minh chiếu tự trưng. Có tinh tăng tung ra kinh phụ hoàng thân cận Phật thánh tiên trung vương. Ca lăng tâm già cư đi mân chúng sinh công ngã ký bình lệ song nhang tật cỡ diệu quang minh và chiếu tư trung. Lời huy phong chúc chén tăng lòng hồi quân tiến chuốc chén già tàu nhất tuần sớm dâng lên bị ngọc cá
các cô nâng đời là mời ông bảy hoàng sơn. Ô rơi ông bảy hoàng sơn. Tề thanh thiên giọt chén xa tâu, nhị tuần đã dâng lên bề ngọc kính vua ta mẫu các cô năm mời là bời rước ông bày hoàng sơn. Tay tiên đi chúc nghe chén xa tâu, tam tuần chung nâng lên bệ ngọc đi các cô nâng bời là bời ông bảy hoàng sơn. Ô rơi ông bảy hoàng sơn. Trên bào có trăm thứ cảnh thú vui thay, ông hoàng bảy người vui với phù dung với cỏ phong hoa. Hoàng lấy thơ làm bạn, cầm kỳ thi từ thú vui vàng. Phay phú phay thơ ông bảy người phay câu hát, phay nợ tang bồng tình lại say. Say cùng tuế nguyệt câu kinh cổ, say với non sông tròn tháng ngày. Nước tiếng thơm danh nhi lừng cõi Việt, cứu dân hộ quốc phúc đẳng hà xa. Kiếm cung ông bảy để bảo vệ sơn hà, khi vui thuốc cống ngự bàn già lúc thành thơi.
chúng. Cảnh trời chung thì nào của riêng ai, nào thơ ai có tâm tình hoài, là chủ của phong hoa tuyết nguyệt. Góp danh lời trên chi cho mệt, dòng chế khen để hết chi cũng hơi ai tiếng để ngàn cách xử thế, mặc dù ai hơn kém, hoàng đế vương ba kinh bao biến tuyết nguyệt phong hoa, vì phẩm bình. Tuyệt trắng trăng trong hoa thơm gió mát, mượn cung đơn nghe câu hát diệt hồn man mắt khoảng không gian, như hương đưa, như khói tỏa, như mây tan, chỉ bay bồng tấm tấn phàm không nghĩ tới. Rộng không thế giới, giấc mơ màng chốn này bồng lai, cảnh u nhàn tùng cúc chúc mai, nơi tịnh bình tú riêng người biết thu. Nâng chén rượu ngấm câu thơ cổ, phải chăng hồn lý đô vẫn vỡ đây, gió hiu hiu ngọn cỏ cành cây
dưới làn sóng tầng mây đùa tiếng hạt. Trần ai chi kỳ khách tài tình, hồ dề mấy ai hay. Kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày, say cùng lụy không say cùng tục. Thổ trời đất quan hoàng bảy dọc ngang ngang dọc, chỉ anh hùng hôn đúc chỉ càn khôn. Trước điện hiền mua vui vào hồn dâng đào thiên đỏ ngối điểm tâm xoay bài chuyện nhạc bát.
nhân ai lên đất ý hề a ô hà bảo ông cho đẹp bùi phong nguyệt ý hề a đó là tiên cảnh tân thiết sáng sáng liêu phàm tiên cảnh thần tiên xen bảo thần tiên xen bảo cỏ cùng cây đua chen hoa lai ngân tần gần u minh ngân tần gần hoa đào năm ngoái bưởi phân xa còn đẹp xa sáng còn kém xa tới phân giang tay mở qua ý hì ai đào đồng đào đào đồng đào vẹt bê cùng là ngày cho tỏ ý a lối vào sơn bảo hà sơn sáng sáng liêu phàm sơn bảo hà sơn lối vào ô sơn liêu bảo bảo hà sơn lối vào xa tay tan tan đi đông là bề đông đông là bề đông tươi lên là lên cây nung nghĩ bắc cầu tâm là tươi tâm sáng sáng liêu phàm tâm là từ tâm để ông bắc cầu là từ tâm mê bằng tâm lệnh sai thập nhị ý hề a ô mi nàng tiên na cô nào việc đấy mau mau sửa sang ra đứng hầu tiên cô nghe nàng ca bảy gật đầu vỗ gối ban khe nàng mới dâng bộ hay đèn xe ngà tổ sứ bộ bóc tiêm chuối nằm vàng hộp thuốc ngang đi tiên cô nàng ba dâng đi hộp thuốc ngang đi thế là từ ý ông bảy hoàng trên đất sơn lâm đốt đi đỉnh nhang trầm tiên cô nàng tư đốt đỉnh nhang trầm mơ ngọn đèn cô khêu đi cho tỏ tay ông cầm trước móc tiền bát vạn hùng binh lệnh ông bảy truyền bát vạn hùng binh thiêu mang tám tiêu dương ông bảy về bảo hà tống đối điện quan tổ mãn hồi đồng lệnh sai tổ mãn hồi đồng hùng binh nón dứt ông bảy về bảo hà chân thủ lao cai ra trong song nguyên xưa
cô chín giá ngự trong sòng nhì tuyệt cai kiểu tịnh ý hầu trong bư tòa ra trên sơn lâm núi đồi yên thế tình cô chín vì cô giá ngự đến đây anh linh cô chín thường đứng ra ngồi cùng thiên cảnh lạ hữu tình có tiên cô chín cô sáng để chân ở đây lạy cô đi tầng thấp mi than bay dịu dàng cô đi xuống suối cô lại lên ngàn hai trăm quả ngọt để dành đời sau hôm nay thiết lập mi đàn tràng bởi cô chín xuống đền này cô chứng tâm mọi đường lòng đông tức gan sao xuyên nỗi lòng đầy thơ xưa kia chẳng biết mệnh trời mẹ cô sao phép cô ban đi nhờ đi ngủ khuyên quạt cho chim hót
sáng tỏ giữa tan đi mây mờ. Qua cho mắt cho được lục đạo bốn mùa gì tươi và cho cô xin lễ cô đàn trình tâm chỉ cho đệ tử thành tâm lòng tận năng tới lòng xa đi mang về từ nay phúc lộc muôn người cửa nhà phú quý lộc tài để đa dương có một cỗ hài hoa khắp hồng ba thuốc lược ta đồn đôi thành đàn giá cổ thành người ý nhà ai mà lễ bái tâm thành việc gì cô cũng chứng minh phán triệt có yêu thương từ cây yêu. Cành đồn rộng khi về phủ bóng cũng đồng kiếm ngương cùng nghe nó cảnh đẹp mê lạ thường cô bà giàu khắp bốn phương xa gần mùa xuân cô đi hái hoa hồng dâng trầu để nhất đền rồng nghỉ bàn khen mùa hè cô đi hái hoa sen dân giàu để đi trên tông cung thường mà mùa thu hái hoa ngọc lan dân về cho tới đền tàng toại cung nên già đồng mái hoa phù dung dân giàu để tứ thì tòng vẫn sai lên đón cô gái hoa đài dân giàu năm phượng quảng cai ngũ hành tiếng chỉ sơn xa vì tiền canh chắc như vàng dứt lên rồi rõ ràng trầu ương hải đường linh sơn có thường dứt lên trầu đáp trầu vừa lòng ngay hoa tranh cô vừa chín quê dứt lên trầu tiêu vỗ tay trầu cười hoa cúc bạc là hoa thắp tươi dứt lên trầu tới trầu mười bỏ ba hoa bận hoa trà dựng lên châu bé quả là châu thương chậm xoa đưa sắc khoe hương dựng lên tứ phủ mười vương độ trì truyền phán việc gì chẳng sai chớ bệnh là nóng lửa lửa
năm canh luống những mà nói mơ sương đời duyên căn bệnh số long đồng ý. Mình trời nay cô xa phép xa nơi chỗ khuyên ý Thank you.
người trần gian này sao vẫn còn chưa ra hậu thì còn cứ còn đây. Tâm mê ai thời thành kính nhất tâm mê chỉ tâm mê cô độ cho bốn đi mùa được khanh thông nợ riêng ai mà ăn nên nói trái ngang nghề riêng ai mà ăn nên nói trái ngang hôm nay ghế nào mà có hai già thì đừng hòng cô bé cô chứng tâm mà. Người trần gian nó nhẫn nhị nhục người khôn thay thâm tâm nó chưa dứt nên bệnh tình mới chưa xong mà. Hai vợ chồng rủ nhau đi xem bói nghe ông thầy cô cho nói rất là hay vừa gieo quẻ cô của cho mấy lời về nhà bà sắm lấy bộ người hình nhân xem mấy ra thì đông quẻ phong lôi về nhà bà sắm lấy một người hình nhân làm lễ tiến căn bệnh làm cho là khỏi bệnh khỏi rồi thì phải đôi lỗ nhang gia trình đồng sống lễ sơn trang dâng văn hầu hạ vậy cô thương cho hết lòng chưa ra hầu. Cô giật người nào khi nghèo khó thì đến kêu cầu, đến khi khấm khá lắc đầu làm ngơ. Ai muốn làm ngơ cô để cho làm ngơ, đến khi năm súng tháng hàn lúc bấy giờ mới biết thân này. Tích đức chữ vàng cô về biết chính tâm tìm về Phật thành bao tủi buồn nhẹ gánh gian lao từng đêm tranh chấp thấp cao giờ hay hơn thiệt biết tính sao cho với đây. Hãy
tin cô ngự trên mây trên gió lòng người trần. Cô tỏ trắng đen chứ khoe trắng sáng hơn đèn, bởi trắng có lúc lại cần đèn hơn ánh trăng. Thành lát vàng kim cương đẹp.
trần gian như nhớ tiên nga giang trần liền trên đàng mưa đang ngóng hoa cút vào là đất xòe ra là trời cút vào là đất chiến công đầu rừng hoa bách hoa què bầu bách đi hoa thay bầu hương thơm tỏa ngát thơm nhất là lan cánh hoa lan còn đầy bông hoa lan còn đầy ôi hoa phong lan hoa rừng hương lan cánh hoa lan rừng đi hoa lan rừng cánh hoa lan rừng ngày vui đến rồi ơi cô đẹp làm sao nhiều sớm chiều cả phan thấy ơi bê bác cùng vàng đẹp cho trăm họ giàu sang đời đời đẹp cho trăm họ đời đời giàu sang lộc tài cô bé ban ra hứng thương phật độ đề đã tháng này bán cho tiền tốt lộc dày bông lộc cho lắm về đây cho nhiều bạn để cho giải vật nữ gian nhiều ý à chỉ có bồ đề đi lên non chỉ có bồ đề ai trách nào bằng bưởi đáo rơi bạch lê hồng liêu vài điều tranh yên bồ tàu phong quyệt cố biên lên ngàn mái cỏ na tiên đem sân nữa lại chờ dáng vương lừa về điều tra kia bầy chim phượng chim loan vẫy đôi cánh đẹp ngọt vang núi rừng kia nắng mai tưng bừng rơi xuống đường bậc thang yêu uống trà xanh sương mai còn đọng trên cành gió đang ru ngủ mấy nhành sinh nữ hoa mai hoa mơ hoa mận hoa nhài hoa ly có vài bông hoa câu hoa ly ơi hoa ly ơi hoa câu hoa xưa hoa dòng riêng hoa xưa hoa sen tường mi tường mi lồng đèn lưu ly phi yên trạng tuyến hoa thú quy thank you.
núi non mịt mờ, những cơn dòng rách ơi nước chảy về đâu, những cung gì ra út nước chảy ao ao núi ao, những đàn tiên phanh hát vang lên lời ca, đi lên là đi xuống suối xuống suối vang vang ta đùi rừng núi rừng ơi suối ơi rừng ơi buồn do bạn khắp nơi trần gian ai biết cô bé tuổi linh trần gian ai biết cô bạn đến tuổi nhất cô cho nghỉ lộc hoa thứ nhì lộc quả thứ ba lộc tiền yêu ai cô cho ba lộc được ý ý à. Cô thì chẳng có phải lo hôm nay dâng bồ từ mãi cô cho mười lịch sử đàng hoàng ngự đồng những chốn trang hoàng thanh cao ý.
sơn khê thành tâm một già cơm nay cô vì khó khăn trăm nỗi ngàn thì cô về giang cô điện đình chính kể ra không phải thỉnh mời cô đây sẽ giúp mọi nơi mọi người chỉ cần một nén tâm hương cùng sự thiên thánh từ đường quanh năm ngày từ cho chí ngày dặm các ghế góc bãi chữ tâm làm đầu không cần cầu đào đâu đâu thiết ta khấn nguyện tấu trình mẫu hương phan xong kíp giá lên đường trẻ già trai gái tỏ tương biết ra dù ai căn số phải thờ vỗ tay nào.